Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng tiết lộ về người trình báo cơ quan công an. Liên quan vụ cướp ngân hàng tại thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng thông tin đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để điều tra về tội cướp tài sản. Bên cạnh đó, Trần Thị Thu Thủy, 22 tuổi ở thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng là bạn gái của Nam, bị khởi tố để điều tra về tội tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Thủy bị bắt tạm giam vì hành vi không tố giác tội phạm, nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thủy có hành vi sử dụng tiền mà Nam đã cướp ngân hàng để mua đồ. Theo tài liệu điều tra, sau khi cướp hơn 3,5 tỷ đồng, Nguyễn Văn Nam cho toàn bộ số tiền này vào ba lô mang theo từ trước rồi cướp xe máy của bảo vệ ngân hàng chạy về hướng cầu Tân Vũ, Lạch Huyện. Sau đó, Nam bỏ lại xe máy lên ô tô của một người bạn tên NMH, sinh năm 1998, cùng ở Hải Phòng. Trở về nhà tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải. Khi về nhà, Nam chôn 400 triệu đồng trước một gốc cây, đưa cho bạn gái là Trần Thị Thu Thủy hơn 1,4 tỷ đồng, gồm 3 cọc mệnh giá 500.000 đồng, 2 cọc mệnh giá 200.000 đồng, 10 cọc mệnh giá 100.000 đồng và 2 cọc mệnh giá 50.000 đồng. Ngoài ra, Nam giấu 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trong phòng em ruột. Số còn lại, Nam mang theo. Tiếp đó, theo chỉ dẫn của Nam, Hát lái xe chạy lên thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và dừng trước một cửa quán karaoke Z9. Trên đường đi, Nam lấy 100 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng và 36 triệu mệnh giá 100.000 đồng đưa cho Hát, nói là tiền buôn bán kim cương mà có.